Cho em gái ta xem. Sao người ta kể chuyện như buồn cười lắm. Tại đi. Ôi, tắt đi. Hả? Tắt đi xong rồi. Tôi không không quay nữa. Mà nói lại là ta đang mệt quá. Đang bảo là người chết bọn chị có cái kịch bản này, đỡ đẻ này. Đi diễn kịch đỡ đẻ, con Huệ nói vào mic đó, con Huệ làm bác sĩ đỡ đẻ, còn cái con bạn nó là con diễn bé, con bé bạn chị nó diễn nó cũng đạt lắm cơ luôn. Nó dạng tơ hơ thôi không à, nhưng mà cũng mặc quần áo đấy, nhưng mà dạng tơ hơ là mặc váy mông ấy. Xong bắt đầu mình ở dưới mình bắt đầu cú lên giằng to lên, giằng to lên, to nữa lên, to nữa lên, nó xá ra rồi, nó xá ra rồi, giằng to lên. Cái gì mày ơi nữa cơ mà. Mày ơi giằng to lên. Mày ơi, nó xa ra rồi, nó xa ra rồi, nhà mày có một thằng cu. Thế là ra rồi à? Mày về mày bảo ông củ cốt nồi nhà mày mua cho một miếng đó đi nha. Mấy nó sắp không, sắp không diễn nổi nữa, cái con bé kia nó mới làm, nó làm giống lắm. Kìa nó... lúc đấy mà diễn được thì mới lạ lạ đấy nhờ, phải phì cười. Em mà sắp sắp không diễn được cơ mà, sắp phì cười mấy lần rồi nhưng mà thôi. Nhưng mà đang làm cái gì đấy? Nhưng mà diễn được đấy là cái gì, cả trường xem mà. Ờ, cả trường xem mà, đổi xin 4G. Cả trường xem đổi xin 4G. Cười quá, chắc thầy cô giáo phải cười ầm lên đấy nhá. Chả cười cả hội trường. Thi nhau cười ầm lên. Chỉ vì được giải gì không chị? Dạ được chứ, được giải A đấy, cái kịch bản đấy được giải nhất đấy. Nhưng mà diễn nhiều không hay chỉ mỗi cái đoạn đỡ đẻ thôi. Ừ, hay cái phần đỡ đẻ cái đấy là cái phần gay cấn nhất đấy. Thế còn trước sau đấy là đoạn gì? Hả? Trước sau là đoạn gì? Chết mẹ. Mua cho một miếng. Phải nói lại cái từ miếng đất thôi này. Mày ơi, mày được thằng con trai rồi, mày về mày bảo củ cố nhà mày mua tảng cho mày một miếng đó nha. Thằng cụ cố ấy. Lâu cụ cố đâu. Mày bảo thằng cụ cố hay là quên? Hả? Kịch bản là thằng kịch cụ bản cố. Là thằng cụ cố thì thằng mọi người mong nó chỉ nói thằng thằng mày con kia với tao mày thôi chứ làm gì. Thế á? Không anh em à? Hả? Không anh em à? Thì có nghĩa là dịch trong tiếng mình nhá. Người mông tiếng nói như kiểu tiếng Anh ấy. Thế nhưng mà trong nhà nó nói với nhau là tao mày à? Ừ.